Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả và các bạn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, viên uống collagen D. Đây là một cái sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất tại Hàn Quốc và được nhập khẩu và phân phối về Việt Nam. Thì thông thường thì chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà có cái tác dụng là hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ sức khỏe thì chúng ta thường có một thói quen gọi là thuốc bổ. Vậy thì trong cái trường hợp này các bạn cũng có thể tạm gọi cái viên collagen D là viên thuốc bổ. Vậy thì cái sản phẩm thuốc bổ collagen D là một cái sản phẩm mà có tác dụng là bồi bổ cơ thể và phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng cường những chức năng gan mật và hỗ trợ giảm cholesterol máu, điều hòa huyết áp, giúp cho người sử dụng ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, hết mệt mỏi và chống oxy hóa, làm đẹp da. Vậy thì cái sản phẩm thuốc bổ collagen D là gì và những điều cần biết về cái sản phẩm trước khi sử dụng như thế nào? Sau đây Dược sĩ Ngọc Bé sẽ có 4 phần để gửi tới quý vị khán giả và các bạn. Phần thứ nhất là giới thiệu về những cái thành phần có chứa trong cái viên thuốc bổ collagen D. Phần thứ hai là đối tượng sử dụng, công dụng, cách dùng và liều dùng của cái sản phẩm thuốc bổ collagen D. Phần thứ ba là một số lưu ý khi mua và cái cách bảo quản cái sản phẩm thuốc bổ collagen D. Và phần thứ tư là một số những chú ý khi sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ collagen D. Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái loại thuốc bổ mà để sử dụng cho tất cả mọi cái độ tuổi trong gia đình, nhất là những người mà già yếu, mắc những bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hoặc là những người mà bị ốm dậy, hoặc là sau phẫu thuật, sau chấn thương, hoặc những người mà lao động gắng sức, lao động mà mệt mỏi, kể cả về lao động chân tay hay là lao động trí óc, thì các bạn hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Hy vọng là video sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về cái sản phẩm thuốc bổ collagen D để chúng ta cân nhắc và lựa chọn và sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ này làm sao cho thật đúng cách, hợp lý, an toàn mà lại mang lại được cái công dụng mà tăng cường sức khỏe một cách tốt nhất. Và trước khi đi vào phần trình bày chi tiết thì mình cũng có đôi lời gửi tới quý vị khán giả và các bạn. Xem video thì hãy nhớ bấm like, share và hãy thật nhớ bấm đăng ký kênh, ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa gửi tới quý vị khán giả và các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và trước tiên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất là giới thiệu về những cái thành phần có chứa trong viên thuốc bổ collagen D. Trong cái thuốc bổ collagen D thì có chứa những thành phần bổ dưỡng như là nhung hiêu này, nhân sâm, linh chi, sữa ong chúa, dầu đậu nành, sáp ong, dầu cọ, magie và vitamin B12. Và ngoài ra thì còn có một số những thành phần phụ khác nữa. Trong đó thì nhân sâm nó có tác dụng là cân bằng cái chuyển hóa và chăm sóc nuôi dưỡng các cái tế bào của cơ thể sâu từ ở bên trong. Nhân sâm thì nó có cái tác dụng là cải thiện cái chức năng não ở người lớn tuổi và nó có cái khả năng là tăng trí tuệ và tăng cái trí nhớ cho người lớn tuổi. Nhân sâm thì có tác dụng là giúp giải tỏa những cái căng thẳng, giúp điều hòa huyết áp, ổn định huyết áp cho những người huyết áp cao cũng như là những người bị tụt huyết áp. Và nhung hiêu thì nó có nhiều những cái thành phần bổ dưỡng cho cơ thể, ví dụ như là lipid, axit béo tự do, lecithin, steroid và một số những thành phần khác nữa. Do nhung hiêu thì có chứa nhiều những thành phần rất là bổ dưỡng cho nên là nhung hiêu nó mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người, đối với cơ thể của con người. Nó có tác dụng là tăng cường cái khả năng hoạt động, tăng miễn dịch và cải thiện các cái chức năng sinh lý ở nam giới cũng như là ở nữ giới. Và nó giúp cho xương phát triển khỏe mạnh hơn và giúp giảm những cái triệu chứng viêm khớp. Và sữa ong chúa, trong sữa ong chúa thì có chứa những cái thành phần bổ dưỡng cho cơ thể, bởi vậy cho nên là sữa ong chúa thì nó cũng có cái tác dụng là tăng cường sức đề kháng này, ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, chống suy nhược cơ thể, giúp hạn chế cái sự xơ vữa động mạch, giảm những cái triệu chứng của bệnh lý suy tim, đau thắt ngực và chống cao huyết áp, bảo vệ cơ tim và nó có cái khả năng là tăng cái sự co bóp của cơ tim trong những người bị mắc cái bệnh lý yếu tim. Và ngoài ra thì còn kết hợp với những cái thành phần như là dầu đậu nành này, sáp ong, dầu cọ, magie, vitamin B12 là những cái thành phần mà bổ dưỡng cho cơ thể và có cái tác dụng là tốt cho những cái người mắc bệnh đái tháo đường, phòng ngừa những cái bệnh lý về tim mạch và cao huyết áp.
Vậy thì với cái sự kết hợp mà hoàn hảo của những cái thành phần bổ dưỡng cho cơ thể và một số những thành phần phụ khác nữa được sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ tiên tiến của nước Hàn Quốc, thì nhà sản xuất đã cho ra đời một cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, viên uống Collagen D. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ hai là công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng và liều dùng của cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D. Công dụng của thuốc bổ Collagen D là có cái công dụng là tăng cường sinh lực, giúp tăng cường cái sức bền, tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giúp phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Còn đối tượng sử dụng của cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D là dành cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, nhất là những người mà lao động nặng, mệt mỏi, gắng sức này, hoặc là những người suy yếu sức khỏe sau khi chấn thương, phẫu thuật, hoặc là sau khi ốm dậy, hoặc là những người bị già yếu, cần bồi bổ những cái chất dinh dưỡng, hoặc là những người mà kém ăn, kém ngủ thì đều có thể sử dụng được cái sản phẩm Collagen D để hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Và cách dùng và liều dùng của cái sản phẩm Collagen D là các bạn uống một ngày 2 lần, mỗi lần một viên ngay trong bữa ăn hoặc là ngay sau khi bữa ăn. Khi uống thì các bạn là nuốt viên thuốc và không nhai, không nghiền viên thuốc ra. Và các bạn lưu ý là uống với nước đun sôi để nguội, không uống với nước trà. Còn đối với trẻ em từ 12 tuổi tới 15 tuổi thì trước khi sử dụng các bạn cũng cần phải xin tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ của mình. Vậy thì mua cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D này ở đâu và cách bảo quản sản phẩm như thế nào? Sau đây mình sẽ gửi tới quý vị khán giả và các bạn phần thứ 3 là một số những lưu ý khi mua và cái cách bảo quản cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D. Các bạn hãy tìm mua cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D này ở tất cả những cái nhà thuốc và những quầy thuốc trên cả nước thì có thể là đều có bán. Và đây là một cái sản phẩm mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho nên là các bạn lưu ý khi mua, các bạn phải kiểm tra cái nhãn phụ của nhà nhập khẩu, tức là cái nhãn mà đã dịch ra bằng tiếng Việt và in và niêm yết ở bên ngoài cạnh của cái vỏ hộp của sản phẩm như thế này. Lưu ý là khi mua các bạn cũng cần phải kiểm tra cái hạn sử dụng của sản phẩm in ở bên cạnh của vỏ hộp. Các bạn lưu ý là không nên mua những sản phẩm mà đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối không sử dụng những sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc những cái sản phẩm mà đã bị biến màu hoặc là bị chảy vỡ viên ra thì các bạn là không nên sử dụng. Các bạn lưu ý là đây là một cái sản phẩm mà nhập khẩu từ Hàn Quốc và phân phối về Việt Nam, và hiện tại thì ở trên thị trường Việt Nam chỉ có một cái dạng đóng hộp duy nhất của nhà sản xuất, đó là một hộp ở trong cái hộp thiếc, và một trong mỗi một cái hộp này là có 12 vỉ, mỗi một vỉ 5 viên nang mềm màu nâu đen như thế này. Đó là những cái đặc điểm riêng mà nổi bật nhất của cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D để các bạn phân biệt khi mà các bạn mua cái sản phẩm này, để tránh nhầm lẫn với những sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng. Hoặc là nếu như bạn nào mà muốn được cung cấp cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D hàng chính hãng mà đảm bảo chất lượng thì các bạn có thể là inbox trực tiếp cho mình. Nhà thuốc của mình thì có cung cấp cái mặt hàng này là hàng chính hãng và đảm bảo chất lượng. Các bạn lưu ý là trong suốt cái quá trình sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D này thì các bạn khi mà mở cái vỏ hộp ra để chúng ta lấy cái viên thuốc bổ ra uống, sau đó các bạn lại bỏ cái vỉ thuốc vào trong cái vỏ hộp và chúng ta đậy nắp kín lại. Các bạn bảo quản ở cái nhiệt độ phòng mát mẻ, tức là nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp. Các bạn lưu ý là bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Vậy thì khi sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D này cần chú ý những điều gì? Sau đây mình sẽ gửi tới quý vị khán giả và các bạn phần thứ tư là một số những chú ý khi sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D. Chú ý thứ nhất là cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D này không sử dụng cho trẻ em, bởi vì là cái hàm lượng dược chất, hàm lượng hoạt chất ở trong cái viên thuốc bổ này khá cao, cho nên là nó không phù hợp với cái nhu cầu của cơ thể của trẻ, cho nên là không sử dụng cho trẻ em. Thứ hai là cái sản phẩm Collagen D này không sử dụng cho phụ nữ có thai. Và thứ ba là cái sản phẩm Collagen D này không được sử dụng cho những người mà có tiền sử dị ứng với một trong những cái thành phần có chứa ở trong sản phẩm mà mình đã nêu ở phần trên, hoặc là những người mà bị dị ứng với phấn hoa hay là mật ong thì cũng đều không được sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ Collagen D.
Và chú ý thứ tư là cái sản phẩm thuốc bổ collagen D này có thể sử dụng được cho phụ nữ cho con bú. Tuy nhiên thì trong trường hợp này các bạn cũng cần phải xin cái tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ của mình trước khi sử dụng. Và một chú ý nữa là khi sử dụng cái sản phẩm thuốc bổ collagen D này, các bạn cần phải tuân thủ tuyệt đối đúng theo cái liều hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã đưa ra. Các bạn không nên sử dụng quá liều. Và nếu mà nói về cái tác dụng phụ của cái sản phẩm thuốc bổ collagen D thì hiện tại là chưa ghi nhận là cái trường hợp nào mà gặp cái tác dụng phụ không mong muốn đối với sức khỏe của con người khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu như các bạn gặp những triệu chứng bất thường hoặc là những cái tác dụng phụ không mong muốn xảy ra đối với cơ thể thì các bạn hãy tạm dừng sử dụng sản phẩm lại và xin cái tư vấn của bác sĩ và dược sĩ của mình. Và một chú ý nữa là cái sản phẩm thuốc bổ collagen D này thì theo cái ghi nhận thực tế của mình ở tại nhà thuốc, đây nó là một cái dạng thuốc bổ mà rất là dễ sử dụng, có thể sử dụng rộng rãi cho tất cả mọi những cái đối tượng lứa tuổi, nhất là những cái người mà lớn tuổi, những người già yếu. Như chúng ta thấy thì có một số những loại thuốc bổ mà có chứa cái hoạt chất là nhân sâm thì một số những cái bệnh, những người mà mắc bệnh về cao huyết áp thì không dùng được, bởi vì là khi sử dụng những sản phẩm đó thì có thể nó sẽ làm tăng huyết áp một cách đột ngột. Nhưng mà riêng cái sản phẩm thuốc bổ collagen D này thì nó có cái tác dụng là điều hòa huyết áp. Bởi vậy cho nên là những người mà mắc cái triệu chứng bệnh lý cao huyết áp thì vẫn có thể sử dụng được cái sản phẩm thuốc bổ collagen D này. Cho nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng. Và có một chú ý nữa là trong cái quá trình mà sử dụng cái thuốc bổ collagen D để phục hồi sức khỏe, chăm sóc sức khỏe thì các bạn cũng cần phải kết hợp với cái chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng và kết hợp với cái chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn, nhẹ nhàng, vừa phải với sức của mình. Và có một điều chú ý cuối cùng là trong mỗi một cái hộp sản phẩm thuốc bổ collagen D, đây là một cái sản phẩm mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên thì đây là cái hàng chính hãng, cho nên là trong mỗi một cái hộp thuốc bổ thì đều có một cái tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm in bằng tiếng Việt Nam rất là rõ ràng và cụ thể chi tiết. Vậy thì các bạn hãy nên là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đó là những cái điều chú ý mình gửi tới quý vị khán giả và các bạn khi mà cứ sử dụng thuốc bổ collagen D. Trên đây thì mình đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe viên uống collagen D. Phần trình bày của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và hãy nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.